Hoạt động cầm cự sau gần 7 tháng đóng cửa do không đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke đang đối diện nguy cơ phá sản. Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke tháo gỡ khó khăn vướng mắc để loại hình dịch vụ này sớm được hoạt động trở lại. Sáng ngày 7 tháng 4, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tọa đàm xoay quanh vấn đề này với sự tham gia của một số chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Tại tọa đàm, ông Huỳnh Văn Cường, chủ hệ thống karaoke Star cho biết, việc siết chặt các quy định phòng cháy chữa cháy quá cục bộ, quá nhanh khiến cơ sở của ông không đáp ứng kịp. Đồng thời quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy quá cao, không áp dụng được vào thực tế. Cùng ý kiến với ông Huỳnh Văn Cường, ông Trần Thái Sơn, tổng giám đốc công ty iCool mong muốn cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để các cơ sở có thêm thời gian điều chỉnh, cải tạo hệ thống cơ sở theo quy định. Ở cơ sở karaoke FU của ông Nguyễn Quang Vinh, hiện nay phải gồng gánh những khoản chi phí duy trì rất lớn từ tiền mặt bằng, lãi ngân hàng, lương nhân viên, với lý do hệ thống phải tạm ngừng hoạt động hơn 6 tháng qua vì vướng quy định về phòng cháy chữa cháy. Về thiệt hại thì hàng tháng thì bên tôi vẫn phải đóng tiền mặt bằng và tiền lãi ngân hàng, gây rất khó khăn cho cơ sở. Trong cái biên bản mà phòng cháy chữa cháy đưa ra thì có 8 hạng mục, thì bên cơ sở của tôi đã đáp ứng đủ hết 8 hạng mục của bên phòng cháy chữa cháy đưa ra. Nên tôi rất mong là các cấp chính quyền hỗ trợ cho các cơ sở karaoke được hoạt động trở lại sớm nhất có thể. Phải chăng chúng ta nên cho một cái thời gian nhất định nào đó, ví dụ như 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó, hay là những cái kiến nghị, tôi kiến nghị ông chủ đầu tư phải khắc phục cái điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm F, và kiến nghị là kiến nghị một lần và dựa trên một cái văn bản. Còn đằng này chúng tôi gặp phải những cái khó khăn là ví dụ như phường kiến nghị 21, sửa xong phường kiến nghị thêm 31 nữa, xong rồi BC07 tới kiểm tra lần cuối, không đạt, cho thẩm duyệt mình thu lại. Nếu mà chúng ta xác định đây là một ngành giải trí và một số doanh nghiệp, một số hệ thống, người ta đang hướng về cái điều là đưa cái hoạt động karaoke vào hoạt động lành mạnh, nó là một cái karaoke sạch để giải quyết cho xã hội 13 triệu người của thành phố Hồ Chí Minh này, thì mình hy vọng là các vị là phải bảo vệ nó, phải tạo điều kiện cho nó hoạt động tốt, vì nó là một cái nhu cầu của xã hội. Chúng tôi sẽ làm tối đa, sẽ cố gắng làm tối đa điều kiện mà mình đang có theo những cái quy định. Nhưng quý vị phải giải quyết dùng cái tối thiểu mà điều kiện chúng tôi có thể đáp ứng được, thì như vậy mới tháo gỡ được khó khăn. Còn nếu nhất làm đúng quy định thì rất là khó. Hoặc là nên có một cái lộ trình để yêu cầu các doanh nghiệp cải tạo dần dần như thế nào để đáp ứng cao nhất cái quy định của nhà nước. Liên quan vấn đề hỗ trợ phát triển dịch vụ karaoke trên địa bàn, ông Lữ Quốc Dũng, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin quận 10 cho biết, đây là loại hình có đóng góp về tinh thần, giải trí cho người dân, có đóng góp thu ngân sách tại quận lớn. Phòng văn hóa thông tin quận 10 luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở hoạt động nếu đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy. Thì thời gian qua thì quận cũng quan tâm, tuy nhiên thì góc độ quản lý nhà nước thì các cơ sở phải cố gắng đảm bảo chấp hành các quy định về phòng cháy cháy và cũng như các vấn đề văn hóa. Thì qua thời gian vừa qua thì phòng cũng thường xuyên tuyên truyền cũng như đi từng cơ sở hướng dẫn cụ thể tư vấn để làm sao đảm bảo vấn đề phòng cháy cháy. Còn về góc độ thì làm sao phải chấp hành đầy đủ thôi. Thì đảm bảo đầy đủ điều kiện được thẩm duyệt thì được nghiệm thu thì mới được phép hoạt động. Do đó thì góc độ hòa phòng chỉ một cái vai trò là hướng dẫn hỗ trợ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở. Không gian mở thì nó còn tùy theo từng cơ sở nữa. Nhiều khi mình mở ra thì nó lại âm thanh vướng tới âm thanh ồn ào ảnh hưởng và con thương các vấn đề khác. Do đó thì từng theo đặc điểm của từng cơ sở để đảm bảo. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thanh Lý, Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới Sở Văn hóa Thể thao sẽ nghiên cứu để phân cấp phân quyền quản lý, cấp phép về cho các quận huyện, thành phố Thủ Đức để phát huy vai trò của địa phương trong quản lý tốt hơn. Còn ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó phòng Văn hóa Thông tin quận Bình Thạnh kiến nghị, trong quá trình yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục theo quy định chung, có nội dung nào không phù hợp, cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn tháo gỡ.
Lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ các chủ hệ thống karaoke tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dịch vụ karaoke đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Phòng BC07 đã tổ chức tọa đàm mời các doanh nghiệp. Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo thành lập các tổ gồm chỉ huy công an quận huyện xuống trực tiếp từng cơ sở để phân loại, hướng dẫn chi tiết cho các cơ sở karaoke để thực hiện theo quy định. Trước mắt, BC07 thành lập tổ đặc biệt sẽ mời các cơ sở karaoke thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn chi tiết và cụ thể. Đối với những khó khăn vướng về tiêu chuẩn quy định, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị C07 Bộ Công an áp dụng việc thẩm duyệt lại các cơ sở với tiêu chí cơ sở đưa vào hoạt động ở thời điểm nào thì áp dụng quy định ở thời điểm đó. Đối với cơ sở thay đổi nhỏ đã được thiết kế nghiệm thu rồi thì không phải thẩm duyệt lại. Đa phần là các cái cơ sở này là ở các quận huyện cho nên là giao cho công an lãnh đạo chỉ huy thành một cái tổ gồm chỉ huy công an quận huyện xuống trực tiếp từng cơ sở để có cái phân loại hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các cơ sở karaoke để tiến hành thực hiện. Phòng BC07 thành lập một cái tổ đặc biệt chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai là trong cái bắt đầu là tuần sau đấy, là sẽ mời hết những cái cơ sở karaoke của các đơn vị đó mà thuộc diện thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy để mời lên và chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp chi tiết cụ thể. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng bày tỏ tin tưởng trước việc các đơn vị quản lý chia sẻ với khó khăn của các cơ sở karaoke và đều chung mục tiêu là tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn thì các cơ sở karaoke sẽ sớm được hoạt động trở lại an toàn. Qua đó sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí và thụ hưởng văn hóa an toàn, lành mạnh của người dân.